sẽ đọc bài tạm biệt cánh cam. Chú cánh cam đi lạc vào nhà bóng, chân chú bị thương. Chào các bạn, mình là Gia Khang. Hôm nay mình sẽ đọc Cảm ơn anh Hà Mã. Cảm ơn anh Hà Mã. Và một ngày đẹp trời, dê rủ cuốn vào rừng chơi, khi quay về thì bị lạc đường. Con chào thầy cô và cô giáo. Hôm nay con sẽ đọc chuyện Là một người biết ơn. Các bạn, mình tên là Bảo Trân, năm nay mình học lớp 2B. Hôm trường mình là Asuka Ninh Thuận. Hôm nay mình sẽ đọc niềm vui. Hôm nay mình sẽ cùng ba mình đọc sách Em chào các bạn, mình tên là Tiến, học lớp 3B, trường hai cô Ninh Thuận. Nên mình sẽ đọc cho các bạn nghe bài Những Cách Chào Độc Đáo. Những Cách Chào Độc Đáo. Đọc giọt nước và biển lớn. Tí ta tí tách, từng giọt, mưa rơi, rớt lại bao ngày. Mọi người, mình tên là Phúc Nghi, mình học lớp 2B. Và hôm nay chúng ta sẽ được lắng nghe niềm vui của các động vật. Thế là các bạn, mình tên là Vinh Hiếu. Hôm ở mình học lớp 2B ở trường Asu Nguyên Thợ. Hôm nay mình sẽ cho các bạn nghe đọc bài Giọt Nước và Biển Lớn. Chào các bạn, mình tên là Đỗ Minh Trí, mình học lớp 2B trường Asu Nguyên Thợ. Hôm nay mình sẽ kể cho các bạn nghe chuyện Cảm Ơn Anh Hà Mã. Xin chào các bạn, mình tên là Thơm, tiếng ngoài là bạn ít ít ọt nay vàng và sơn ca là ba bạn chơi thân rất thân với nhau. Hello các bạn, hôm nay mình sẽ đọc cho các bạn nghe bài Cỏ Non Cười Rồi. Cỏ non cười rồi, mùa xuân đã đến, cỏ trong công viên bừng tỉnh sâu. Lớp 2B, trường Ai Sư Cô Nhân Khổng. Hôm nay, mình sẽ kể cho các bạn câu chuyện Ghe Đen và Dây Trắng.